Vâng, Hoàng Gia Audio xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio, một kênh chuyên review và test những cái sản phẩm âm thanh dàn mini, âm loa nghe nhạc cũng như là loa karaoke. Trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio sẽ gửi đến cho các bác một cái bộ dàn mini của hãng Denon các bác nhé. Đây là một cái bộ đời rất là cao, có model là 777DV và chạy được đĩa DVD các bác nhé. Hiện nay thì Hoàng Gia Audio đang test bằng nhạc bằng đĩa CD. Đây là các bác có nhìn thấy cái màn hình quắc của nó rất là sáng các bác nhá. Bộ này thì tình trạng loa thì là khá là đẹp. Loa ba loa các bác nhá. Chiều cao của loa nó chỉ khoảng hơn 20 thôi. Loa bằng gân cao su. Đấy. Tất cả gân viếc là còn zin. Chưa phải thay tép đô và một cái tép nữa, hai tép các bác nhá. Đây là góc cạnh loa, đây là cái xốp các bác nhá. Hàng về là cũng chưa kịp vệ sinh kỹ. Đấy, góc cạnh loa đây. 50W trở kháng 6 ohm và cái serial nó là 237 các bác này. Đấy, đây là cầu nối loa các bác này. Đấy, chiếc loa thứ nhất. Chiếc loa thứ hai thì cũng tương tự. Đấy, góc cạnh đẹp các bác nhé. 237 này. Đờn lông. Đây là bên Nhật người ta viết vào đây các bác này. Cái này sẽ trước khi bán cho các bác sẽ lau sạch cho các bác nhé. Đấy, kể cả mặt máy này. Mặt máy người ta cũng viết vào đây. Đấy. Dòng này thì chất âm rất là hay rồi. Tuy nhiên thì em cũng nói luôn là bộ này thì hoạt động thì hoàn hảo, nhưng có một cái duy nhất là đây, khi vận chuyển về là nó bị móp méo một chút ở đây các bác nhé. Đấy, và mặt máy này bị một chút đây. Nếu mà nhìn trực diện như thế này thì sẽ rất là khó phát hiện. Đó. Còn nếu mà nhìn từ trên xuống thì sẽ phát hiện được cái chỗ này các bác nhé. Đấy, thì chính vì thế thì cái bộ này thì giá nó sẽ có cái giá tốt hơn cho những cái bộ khác. Đĩa điếc chạy đầy đủ các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em mời các bác nghe. Và đặc biệt bộ này nó có chỉnh check bass luôn này. Đấy, check này. Vẫn bằng cái nút tông này nhá. Ấn vào đây. Đấy, các bác chỉnh ở đây. Tăng ở đây, tăng bass check ở đây. Bằng cái nút ở bên đây nhá. Đấy. Nút này rất nhiều chức năng nhá. Đấy, các bác nhìn này, chuyển bài này, rồi là chuyển check bass này, rồi rất nhiều chế độ khác nữa. Cấm nai này, nai thì gồm cổng tap này, OBT là cấp quang giải mã này, CRDR này, rất nhiều cổng vào các nhá. Đấy. Mặt mũi đẹp, sáng quắc. Đấy, tất cả núm nước đẹp và không bị xây xước. Riêng có một cái chỗ này thì nó làm mất cái thẩm mỹ của cái bộ này quá nhiều. Đấy. À, không sao cả, nếu mà bác nào không quan tâm quá nhiều về thẩm mỹ thì bộ này cũng có thể chấp nhận được. Đó. Còn đây là mặt sau. Đây, mặt sau thì em cũng giới thiệu cho các bác luôn. Loa thì em quay rồi nhá. Thì bây giờ sang đây. Đây các bác để ý này, cục dàn nó là 75W này, dàn rất nặng các bác nhá. Đây là cổng xuất ra hình này. Đây cổng quang này, hai cổng quang, một cổng quang out, một quang in đây nhá. Đấy. Các chế độ đầu vào đây, in này, out này, in out này. Các bác giải mã thì dùng cứ cắm cổng out nhá. Cắm quang vào đây xong nó cắm vào cổng out hoa sen này, out hoa sen có hai cổng out. Các bác sẽ lấy nghe những cái dàn lớn hơn. Đấy. Đấy là mặt sau thì đẹp nha các bác nhá. Mặt sau thì đẹp. Rất nặng các bác nhá. Nguyên cục này nặng phải gần chục cân rất. 7-8 cân. Đó. Tổng quan thì bộ dàn đây, sẽ gửi cho các bác và những cái mực này sẽ lau cho các bác nhá. Căng kiếc đầy đủ các bác nhá. Căng kiếc đầy đủ này. Đây. Căng của nó đây nhá. Đây, căng bên này đây. Có một tí sờn ở đây các bác nhá. Đấy. Còn cái bên này đẹp nhá. Sờn một chút ở đây. Vâng ạ, bình thường những bộ đẹp mà xuất sắc các bác nhá, trên thị trường hiện nay những bộ này rơi khoảng 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi. Nhưng mà vì nó bị một cái lỗi như thế này nên là giá Hoàng Gia Audio bán với giá cho bác là 2 triệu 700 ngàn đồng. Giá không bao ship và ship code toàn quốc các bác nhá. Còn một bộ duy nhất thôi. Mã này 777DV còn bộ duy nhất. Đó. 2 triệu 700 ngàn đồng. Giá cực kỳ hợp lý các bác nhá. Nên là bác nào nhanh tay thì em sẽ gửi cho bác nhá. Chỉ có một bộ như này thôi. Đã. Cảm ơn các bác đã xem video này. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển 0975884009. Và bây giờ em sẽ mời các bác nghe thử nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok. Và cuối cùng em cảm ơn các bác đang xem video này và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác có nhu cầu cần về tư vấn về thiết bị âm thanh, nghe nhạc, karaoke, các bác thể liên hệ với số điện thoại của Hoàng Giao được ạ. 0975 884009. Em cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác.